Vâng, Mộc Lam Huy xin chào. Hiện tại thì đang là 5 giờ chiều của ngày 23 tháng 11 năm 2019. Hiện tại thì anh em thợ sơn của mình đang tẩy sáng hai bộ ghế bát tiên với chất liệu là gỗ gõ đỏ tự nhiên 100%. Thì đây là hai bộ ghế bát tiên hàng tay nghề và là mẫu bát tiên mặt hổ phù. Nhân tiện thì Huy sẽ quay giới thiệu cho các bạn về hai cái bộ ghế này, báo giá chi tiết cũng như là giới thiệu cho các bạn cái khâu, đó là khâu tẩy gỗ, để các bạn biết được là tẩy gỗ nó có mục đích gì và tác dụng như thế nào. Vâng, đầu tiên thì Huy xin được giới thiệu trước, đây là hai bộ bát tiên và là hai mẫu như Huy có giới thiệu rồi, là hai bộ tay nghê và là bát tiên dàn mặt hổ phù. Đây là hàng cột 12, tay 12, chân 12. Và tất nhiên rồi, đây là hàng tiêu chuẩn tại Mộc Lam Huy, đó chính là hàng 6 món. Cái ghế con này của chúng ta thì có cái kích thước như sau. Độ rộng là 90, cao là 1m24, sâu 65. Ghế băng thì dài 2m, sâu 65, cao 1m24. Đây là chất liệu gỗ gõ đỏ tự nhiên, hết 100%. Và hoàn toàn là không có pha tạp, và cũng như là gỗ còn nguyên chất, chưa có qua một cái lớp sơn nào. Ở đây thì mới chỉ là một cái lớp tẩy gỗ thôi. Vâng, thì đây là như ban đầu Huy có giới thiệu rồi, đây là hàng tay nghề các bạn nhé, hàng tay nghề. Và báo giá cụ thể với các bạn, ở trong đây có hai bộ, thì có một bộ 36 triệu và một bộ 35 triệu. Thì cả hai bộ thì đều cái độ vân chất lượng như nhau, toàn đều là vân loang rất là đẹp ở hai cái băng. Đây là hai bộ về chất lượng như nhau, nhưng mà nó hơn một cái là có một bộ là mặt tràn không ghép ở đằng sau. Đây, và hai cái con của cái bộ mặt tràn thì đang nằm ở đây các bạn nhé, mặt tràn không có ghép ở đằng sau. Đó, có một bộ như vậy và có một bộ thì có ghép ở đằng sau. Đây thì thú vị quay trực tiếp để các bạn có thể nắm được. Thôi mình đứng coi bên đây. Thì nói là có nghĩa là cái bộ này thì nó có ghép ở cái mặt đằng sau. Đó, thì đây là hai bộ và giá của nó là như vậy. Còn về mọi thứ thì đều như nhau hết. Ở đây thì Mộc Lam Huy có dàn tó toàn bộ, đều là dàn tó liền, không có bị ghép ở đây các bạn nhé, không bị ghép. Thì tất cả các dàn tó đây đây, tất cả anh em đều úp hết mặt vào trong. Thì toàn bộ là cái dàn tó này không hề ghép. Đó, rất là chất lượng. Và dàn tựa thì tựa rất là dày. Đây, toàn bộ dàn tựa này đều là dàn tựa 4 phân rưỡi các bạn nhé. Dàn tựa 4 phân rưỡi đục xuống. Và hiện giờ đang còn lại là 4 phân. Đấy, độ bông cây thì cũng rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Thì giới thiệu luôn các bạn là hai bộ này thì bên mình đã bán rồi, cũng không có còn. Một bộ thì một khách tới xưởng, còn một bộ thì khách đặt qua mạng và khách gửi tiền cọc. Vâng, thì việc tẩy gỗ thì nó có tác dụng gì? Thì xin thưa với các bạn là trong thành phần, trước tiên đi, thì trong thành phần của chất tẩy thì nó có bao gồm chất tẩy và muối. Thì cái việc tẩy gỗ nó là phải sử dụng trong cái làm trong lúc mà gỗ nó còn thô, có nghĩa là chưa có đụng chạm gì tới một cái lớp sơn lót PU, hay là chưa có đụng chạm tới cái gì cả, có nghĩa là lỗ của gỗ còn trần luôn, thì sẽ xịt qua một lớp chất tẩy. Thì cái lớp chất tẩy nó sẽ đùn lên những cái ba dớ, những cái gọi là chất bẩn của cây, những cái nấm mốc nếu như có ở trong cây, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó có tác dụng là tẩy sáng gỗ, làm cho những cái gỗ mà cái chỗ phần nó đậm hơn thì nó cũng sẽ nhạt đi đều theo một cái màu nhất định đó. Tại vì khi tẩy xong gỗ này thì nó sẽ ra màu hơi nhạt các bạn nhé, màu vàng nhạt. Đúng rồi, chúng ta có nhìn sơ qua là hơi trắng cũng được. Thì đây, trong quá trình mà nó chất tẩy nó hoạt động ấy, thì nó sẽ sủi bọt lên. Và ở đây thì lưu ý các bạn là các bạn không nên sờ trực tiếp vô đây nhé, tại vì trong cái chất tẩy này nó rất là nóng, rất là rét. Đó, thì không nên sờ vô. Và tất nhiên rồi, đúng ra thì các anh nên đeo đồ bảo hộ, nhưng mà hiện giờ thì chúng tôi đang anh em đang lợi dụng sức gió, có nghĩa là gió bây giờ đang tạt về hướng bên đây. Đó, anh em lợi dụng sức gió, anh em không cần phải đeo, có nghĩa là cứ xịt thôi là nó sẽ bay ngược, bay chiều về bên kia, không có ảnh hưởng tới mình.
Vâng, vậy nên cái tác dụng của cái bộ của chất tẩy thì nó là như vậy, nó sẽ làm sáng gỗ, sạch gỗ để cho chúng ta sơn lên màu nó sẽ đẹp hơn. Thì trên thị trường thì khi các bạn để ý các sản phẩm gỗ đỏ thì có những người sơn bộ ghế nó màu vàng vàng, còn cũng có những bộ thì nó ra màu đỏ đỏ. Thì những cái bộ mà sơn thành màu vàng ấy, nó chứng tỏ là cây đã được tẩy, thì gỗ cây nó sáng đều đẹp. Còn những cái bộ mà không tẩy ấy, thì cái màu nó sẽ đỏ. Hoặc các bạn để ý thì một bộ ghế nó sẽ có hai màu, nhiều khi thì tay chân nó khác nhau, không có đồng đều. Còn khi mà tẩy rồi thì cái độ cây nó sẽ đồng đều tới 90%, 80%, thấp rồi 80. Vâng, thì đây là hai mẫu, hai bộ bát tiên mặt hổ phù như Huy cũng có giới thiệu. Thì đây là hai mẫu thì cũng thông cảm là bên mình đã bán rồi, cho nên là các bạn cũng không có nên hỏi là mình còn không. Nhưng mà mình cũng đã báo giá các bạn rồi nhá, một bộ 36 triệu và một bộ 35 triệu. Hàng thì sắp tới thì bên mình cũng sẽ ra. Thì hai bộ ghế này thì nằm trong tiêu chuẩn VIP. Bên mình ra cũng chưa hề có một cái clip mộc nào về sản phẩm này cả. Tại vì mình ra một cái là khách tiện tới xưởng của mình là cũng lấy luôn thôi, chứ cũng không có, mình không có quảng cáo. Thì ở đây mình sử dụng cái tó, kỹ thuật tó, bên mình có uốn cong tó, cho nên là nhìn cái dáng ghế rất đẹp nhé. Đó, uốn cong dàn tó rất đẹp, và tay là tay nghê, đặc điểm đẹp như tay nghê. Và dàn chân thì là chân cải tiến, đó chính là đầu lân và chân móng. Và cái dàn móng này thì nó, nếu như các bạn nhìn thật kỹ để ý kỹ thì cái dàn móng ở đây chính là một cái mặt mặt quỷ đấy các bạn này. Đó, hơi có mặt hổ phù á, móng hai cái mặt, thực chất là hai cái mặt đấy các bạn nhé. Đây một mặt này, mặt lớn này. Đây là mặt bé này. Đây là cái dàn cải tiến của bên mình. Thì nếu như các bạn thích những cái sản phẩm này thì các bạn cứ để lại bình luận bên dưới. Vâng, một lần nữa thì Mộc Lâm Huy chúng tôi cũng xin được báo luôn là sản phẩm này thì sau khi giá thì chúng tôi đã báo rồi. Và tất nhiên giá thì là giá chúng tôi sơn hoàn thiện cho các bạn. Và tất nhiên là cũng có tặng kèm kính mặt bàn, cũng như là miễn phí vận chuyển ở trong cái phạm vi là 40 cây. Vâng, thì sau khi tẩy gỗ thì anh em sẽ xịt qua xịt lại tầm khoảng 2 lần cho nó đều, rồi sau đó thì chờ chất tẩy nó ngấm, sau đó thì sẽ xịt nước. Quá trình xịt nước thì sẽ trôi hết những cái chất tẩy còn thừa và để cho nó gỗ nó khô về tự nhiên. Sau đó thì sẽ lưu lại tầm 1 tới 2 hôm là có thể sơn BU được rồi. Vâng, vậy nên là một lần nữa thì cái clip này Huy cũng giới thiệu cho các bạn sơ qua về bộ ghế và báo giá chi tiết, cũng như giới thiệu cho các bạn về cái cách mà anh em mình tẩy gỗ, cũng như là thành phần chất tẩy và việc tẩy gỗ nó như thế nào và nó có tác dụng ra làm sao đối với sản phẩm. Vâng, một lần nữa thì Mộc Lâm Huy xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau. Nếu các bạn thấy clip này hay thì xin hãy cho Huy một nút bấm like nhé. Vâng, Mộc Lâm Huy xin chào.